Đến cuối video này, bạn sẽ cài được Node.js và Angular CLI. Angular Firebase giới thiệu bạn sẽ làm những gì. Trong tutorial này, chúng ta sẽ xây dựng một bảng Kanban web với Angular và Firebase. Ứng dụng cuối cùng của chúng ta sẽ có 3 loại task: tồn động, đang tiến hành và đã hoàn thành. Chúng ta sẽ có thể tạo, xóa task và chuyển chúng từ danh mục này sang danh mục khác bằng sử dụng kéo thả. Chúng ta sẽ phát triển giao diện người dùng bằng Angular và sử dụng Firestore làm kho lưu trữ liên tục. Ở cuối khóa học, chúng ta sẽ triển khai ứng dụng lên Firebase Hosting bằng cách sử dụng Angular CLI. Những gì bạn sẽ học? Bạn sẽ học cách sử dụng Angular Material và CDK, cách tích hợp Firebase vào ứng dụng Angular, cách gửi dữ liệu liên tục của bạn và lưu trữ chúng trong Firestore, cách triển khai ứng dụng của bạn lên Firebase Hosting bằng Angular CLI với một lệnh duy nhất. Những gì bạn cần? Đó là những hiểu biết cơ bản về Angular và Angular CLI. Và quan trọng nhất, cái này rất khó đấy, bạn phải có tài khoản Google. Bắt đầu nào. Xin chào Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài đầu tiên, đấy là tạo mới project. Và trước khi tạo mới project thì chúng ta sẽ cài đặt môi trường. Chúng ta sẽ mở CMD lên. Chúng ta sẽ thử tạo mới project khi chưa cài. Do tôi mới cài lại Win nên khả năng là phải cài lại Angular. Đúng vậy, máy đã không hiểu lệnh ng là gì. Ta sẽ thử xem Node.js đã cài chưa bằng lệnh như sau. Node.js cũng chưa được cài. Chúng ta sẽ cài đặt Node.js. Chúng ta sẽ mở trình duyệt và gõ Node.js. Chúng ta truy cập vào trang chủ của Node.js, Node.js.org. Chúng ta sẽ download phiên bản ổn định 14.17.5. Ta sẽ đợi một lúc máy hoàn tất việc download và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Việc cài đặt thì rất là dễ dàng thôi. Chúng ta cứ ấn next và next. Accept, next. Chỗ này tôi sẽ thay đổi đường dẫn một chút. Ổ C của tôi hơi đầy, tôi sẽ chuyển sang ổ E. Còn lại thì ta cứ next thôi. Install. Chúng ta sẽ chờ đợi. Việc cài đặt có thể kéo dài trong 2-3 phút. Chúng ta sẽ đợi một lúc. Chúng ta sẽ tham khảo có lệnh cài đặt Angular CLI. Chúng ta sẽ copy lệnh, dùng lệnh như sau. -g sẽ là install cả máy tính của các bạn. Đã cài xong rồi. Đã cài xong Node.js. Chúng ta sẽ vào lại CMD. Chúng ta sẽ cài Angular CLI theo lệnh như sau. Vẫn chưa nhận diện được Node.js rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra xem. Chúng ta sẽ tìm câu trả lời trên mạng. Đây có cách fix rồi.
Các bạn kiểm tra version không thấy có dấu hiệu gì. Đây, chúng ta sẽ đến với cách xử lý đây. Chúng ta phải set path của nó bằng path dẫn đến Node.js của chúng ta. Đây. Path Node.js của chúng ta là ở OE. Chúng ta sẽ copy con lệnh này, paste vào và đổi thành OE thôi. Các bạn lan xuống thì có thấy một cách khác nữa, chúng ta sẽ thao tác bằng tay. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cách bằng CMD. Tôi sẽ thay OC bằng OE. Đây. Enter. Như vậy là đã set path thành công. Chúng ta sẽ kiểm tra npm -- version. Hình như là đã được rồi. Lâu lâu thế này chắc được. Đấy, đã cài xong phiên bản 6.14.14. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cài đặt Angular CLI. Trừ G là install cả máy tính của các bạn nhé. Các bạn muốn chỉ cài đặt ở trong một vài folder thì bỏ chữ trừ G đi. Cài đã bị lỗi rồi. À, do tôi thừa một chữ A còng ở chỗ CLI. Tôi sẽ vào đây copy lại câu lệnh cho nó chắc, nó chuẩn chỉ. Enter. Như vậy là đã chạy rồi. Việc cài đặt Angular CLI cũng mất rất là nhiều thời gian. Các bạn có thể làm việc khác. Và sẽ tham khảo một số câu lệnh. Đây, câu lệnh tạo mới project cũng có ở đây đây. Chúng ta sẽ chờ một lúc để việc cài đặt hoàn tất. Nó đang đào rất nhiều thư viện xuống cho chúng ta. Các bạn nhớ gõ đúng câu lệnh nhé. Mấy câu hỏi này thì bạn yes no tùy ý, mình sẽ để no. Nó đang hỏi là chúng ta có cần cho Google thu thập thông tin không. Tôi không thích thì tôi sẽ để no. Và chúng ta sẽ tạo mới project bằng câu lệnh ng new. Tên project của chúng ta sẽ là Kanban file. Ng lại bị lỗi rồi. Trời ơi, cái quân què gì đây? Sao lỗi suốt nhỉ? Chắc là do tôi vừa cài lại Win 10. Nhiều thứ nó bị lỗi. Chúng ta sẽ kiểm tra ng -- version. Không nhận ra ng rồi. Lỗi gì rồi? Chúng ta sẽ tìm kiếm câu trả lời trên mạng. Chúng ta sẽ copy câu lệnh lỗi lên và tìm. Thì thường câu trả lời sẽ có trong trang Stack Overflow. Chúng ta sẽ vào và tìm đến câu trả lời có dấu tích màu xanh. Kiểm tra bằng Node version chúng ta cũng kiểm tra rồi. Không được. À, Node thì cài rồi, Node.js thì cài rồi. Và tiếp rồi mở run ng test bị lỗi rồi. Phải làm sao bây giờ đây? À, chúng ta cần phải restart máy. Các bạn nhớ nhé, cài xong cái gì mà nó không chạy thì cứ restart lại. Thì nó sẽ ok. Chúng ta sẽ kiểm tra. Sau khi restart này, chúng ta sẽ dùng câu lệnh ng --- version để kiểm tra xem Node Angular CLI. Đấy, đã cài đặt thành công rồi. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những
video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.